thay đổi yêu cầu về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung. Đây là nội dung nổi bật tại thông tư số 13, thay thế thông tư số 09 năm 2012 về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Theo đó, đối với các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, thì tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu không nung được điều chỉnh như sau. Đối với các tỉnh đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và vùng Đông Nam Bộ, tối thiểu 90% các khu đô thị từ loại 3 trở lên, tối thiểu 70% tại các khu vực còn lại. Đối với các tỉnh còn lại, tối thiểu 70% các khu đô thị loại 3 trở lên, tối thiểu 50% tại các khu vực còn lại. Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn áp dụng tỷ lệ 100%. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên, không phân biệt nguồn vốn phải sử dụng tối thiểu là 80%, tăng 30% so với quy định hiện nay. Thông tư số 13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140 quy định tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ đối với sinh viên như sau. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc các năm đại học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 của Luật Thanh niên và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau. Đạt giải 3 trở lên tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải khuyến khích trở lên tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, bằng khen trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở cấp trung học phổ thông. Đạt giải 3 trở lên tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học. Đạt giải 3 trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành ở cấp bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Nghị định số 140 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2018.